Vâng, chào bác. Thì hôm nay lên sóng tiếp tục để thanh lý một con vàng X5 Vina bãi. X5 Vina bãi nhé. Đấy. Con này em thanh lý giá hợp lý cho các bác chơi. Đây là bo trong. Thì các bác để ý thì dòng X5 Vina thì bao giờ những cái tiêu chuẩn của nó rất là cao. Bác để ý này. Này. Từ những cái sò nguồn vâng chào các bác, hôm nay tiếp tục lên sóng để thanh lý cho các bác một con vang số X5 Vina bãi xịn. Thì nói qua về dòng X5 Vina, Vina là hãng gốc của những dòng vang X. Thì trên thế giới có hai hãng vang lớn, đó là Siso, Chipat Siso và X. X thì riêng công ty sản xuất ra X thì là gốc là X5 Vina, đó là hai hãng đầu tiên trên thế giới sản xuất ra vang. Và sau này thì hãng X5 Vina nó quá nổi tiếng nên nó bán bản quyền và bán thiết kế nhượng quyền cho rất nhiều công ty ở BF Audio. Và các bác hãy nhìn kỹ cái con JBN, chính là cũng là một thiết kế của dòng X. Gần như 99% các sản phẩm đều thiết kế dựa vào dòng X. Thì X5 Vina đến hiện tại họ cũng chưa bán bản quyền cho những cái sản phẩm gốc của người ta, đó là X3 Vina và X5 Vina. Ở bên Hàn biết người ta vẫn dùng X5 Vina, đó là những sản phẩm cao cấp có tiêu chuẩn riêng của hãng. Và công ty con của hãng thì phát triển những cái dòng X6, X7, 8, X9, X10, X12. Đấy. Thì những cái bản mà X5 Vina sau 2019 thì hãng đã fix mã QR code và dùng một cái phiên bản riêng ở con chip device này. Các bác có thể mở và lên trang web x5vina.com.cn thì 99% khẳng định các bác lại là 99% các hãng vang trên thế giới đều dựa vào. Thực ra nói là thế giới cho nó oai. Thì thực ra hát karaoke thì chỉ có mỗi khu vực châu Á thôi, Việt Nam, Trung Quốc, Hàn, Nhật, Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia và mấy cái nước quanh quanh đây thôi. Còn thế giới họ chơi band cơ, họ chơi chuyên nghiệp mixer. Thì những cái con vang này thì hôm nay em có một con. Có một con thì con này nó hiện tượng như này, hiện trạng như này. Tất cả mọi chức năng hoạt động bình thường thì bị gãy một cái chân in này. Đấy. Con này thay thì mất khoảng tầm 50.000, thợ thay 50.000. Nhưng mà em muốn để nguyên zin cho các bác. Các bác có thể tự thay và con này em thanh lý là 2 triệu nha bác nhé, 2 triệu con X5 Vina này. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em, còn bác nào không mua thì đến có thể có em sẽ sửa cho các bác và sẽ bán với giá là 2 triệu 2. Còn con này bán 2 triệu các bác về tự thay hoặc là vẫn để nguyên nhưng vẫn dùng được bình thường quá nhé. Cái phần in 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 2 này vẫn vào bình thường. Đấy, chức năng hoạt động hoàn hảo, không bị lỗi cái gì cả. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ em số điện thoại 0988 32 66 giúp em. Tất cả là nguyên zin. Tất cả là nguyên zin. 2 triệu con này bác nhé, 2 triệu một con X5 Vina này. Gần như là lỗ luôn. Bán lỗ thời điểm này X5 Vina các bác nhập 2 triệu rất là khó. Nếu mà hàng đẹp như này. Thì có trong quá trình vận chuyển thì bị rụng mất một cái con AV, còn lại những cái giác AV còn lại bác nhìn thấy rất là mới. Rất ít dùng. Đấy, các bác xem video nhớ đăng ký kênh và like bài giúp em. Và xin chào và hẹn gặp các bác ở những clip tiếp theo.